Đây đi tối chỉ là còn học nữa đấy. Đấy. Ừ. Mọi người vào cốc cốc hoặc là vào chôm cho em. Vào Chrome ấy nhá. Vào một tài khoản Chrome học từ 6 giờ đến 9 giờ nữa. Đấy rồi. Vào đâu rồi, cốc cốc của em. Vào Chrome đi chị ơi. Chrome à? À, để chị xem chị có zoom dê gì không ạ? À? Nhìn quá. Vâng, anh gửi cho các cô cái link, cái lại cái link mới nhất xem nào. Em ơi, xem các cô có vào nữa không? Chả cái vừa nãy gửi lâu rồi. Chị ơi, bây giờ vào gì đấy nhở chị nhở? Đây mở rồi, em mở mic rồi. Chả biết trả lời gì cả. Đề nghị là cô Dung cười nhỏ cái nha. Nhưng mà em đang bảo không biết vào cái gì để thành nghị đấy. Chôm chôm. Biết quả chôm chôm chưa? Chưa được ăn chôm chôm nên chưa biết. Thế vào nghe chưa ra ship cho Yến. Ăn đúng hết thì chưa chị. Người vào tiếp cho em đấy, đúng không chị? Vào 9 cái chấm cho em gái. Anh chưa lên học về cái gì đấy. Xong rồi kéo xuống cái phần chữ, có cái chữ lớp học ấy. Đây vẫn là bà tạo palette à Vân Anh ơi? Không ạ. Đây là lớp học trực tuyến chị ơi. Vào cái chỗ lớp học rồi giúp em. Rồi. Em đã vào được. Cô vừa nói từ từ đấy. Các cô vào lại mail của mình ấy. Chỉ cần bật Chrome này được mà, chưa còn chưa vào mail đâu. Buồn. Ôi, từ từ mấy chị ở đâu quá mãi chả vào chôm, chán thế. Của em nó là tiếng Anh ấy. Bật tiếp tục của em. Tiếng Anh thì em là tiếng Anh chắc là My Class đấy chẳng hạn ạ. Hoặc có từ Class thì. Vào cái lớp học à? Ừ. Anh đã thấy chữ lớp học không nhỉ? Có chữ lớp học. Bom xuống dưới đi, bom chuột xuống dưới đi. Nó dài lắm ở dưới nữa. Xong rồi hiện mail của mình lên xong ấn tiếp tục à? Thì đúng rồi, em vô vào đây. Ừ. Em đã bị tiếng Anh cái ý. Không thấy lớp học đâu em, hay vào mail luôn. Không, cần gì vào mail đâu. Nhưng mà không thấy cái chữ lớp học ở đâu. Đấy, rồi thì vào cái gì? Zoom ý. Không có lớp học thì vào cái tiếng Anh Classroom ấy phải không? Và chung Classroom ý. Ừ, chị đánh không? Nó có chữ Classroom đâu. Xong bấm vào một cái mail của mình đấy, nó hiển thị cái mail của mình ở dưới đấy. Đúng không? Thì bấm vào tiếp tục thôi. Rồi. Mình vào bằng cái mail ấy. Đấy là vào đến lớp rồi đây này. Được chưa? Chưa, từ từ đã xong tới nhỉ? Chắc không, đúng rồi, vào đấy nghĩ rồi. Nhìn chỗ nào có biểu tượng xanh xanh như cái bảng ấy, các cô, cho nó dễ. Chị Vân Anh ơi! Ơi! Đến đâu rồi? Em vừa vào được. Em vào Chrome xong em bấm vào cái biểu tượng 9 chấm. Xong em chọn cái biểu tượng là Classroom hoặc là học tiếng Việt là lớp học ấy. Vâng. Bật lớp học nhá. Đúng không? Vâng. Xong bấm vào tiếp tục là được. Phải chữ lớp học không? Phải. Rồi chị ạ, à, em có mấy lớp ở đây rồi. Đấy, em tạo được mấy lớp rồi. Không phải tạo mà là lớp học đại học ấy. Ừ, đấy. Cái này dùng quản lý lớp luôn mà. Vâng. Đây bây giờ mình đang học để mình tạo giống thế này là chị. Ừ. Đây học rồi thì biết luôn đúng không? Đây bấm vào mấy lớp. Bấm vào cái dấu cộng ở trên góc phải. Có. Bấm vào dấu cộng ở trên góc phải. Ừ, mình vào. Hôm nay ngươi xem hồ chị đấy. Chị vào nó cứ hiện cái đấy, chị gửi ảnh Zalo lên Zalo. Ấn vào tạo lớp học à? Ờ, ấn vào tạo lớp học.
của chị đây là nó đang lỗi mạng, chị sẽ làm thế nào? Tắt bỏ đi, mở lại. Mở mail của em ra, có những cái thanh, có những cái nó hiện như của chị nó không hiện ở ngoài đâu, chị phải mở mail ra nó mới có đấy. Thế à? Vâng, đem thử lại. Bấm vào tích vào cái ô đồng ý này. Xong bấm tiếp tục. Tên lớp học là gì? Đặt đi. Lớp của bà đặt. Lớp gì thì bà đặt thôi. Sao lại không ra cái này? Từ bấm chỗ ở chỗ nào đấy Vân Anh? Dạ, bấm vào cái dấu cộng ở góc ấy chị. Rồi. Xong bấm vào tạo lớp. Chỉ cần ghi tên lớp thôi. Xong bấm vào chữ tạo này. Phần viết thì có phải viết không chị? Không phải viết cái gì cả, chỉ cần viết tên lớp thôi. Vâng. Xong bấm vào chữ tạo. Bấm vào chữ tạo là được. Bây giờ nó lên lên cái giao diện lớp cho mình đây này. Ví dụ như bây giờ em mời mọi người vào lớp ý, thì em sẽ sử dụng cái mã lớp này này. Mọi người nhìn thấy cái mã lớp ở trên màn hình cho em chưa ạ? Đấy, mọi người vào theo lớp của em đi ạ. Vào đi xong nó mới hiểu rõ hơn. Mọi người thoát ra nhé, thoát ra khỏi cái lớp của mọi người, bấm thêm một cái tab nữa. Xong mọi người vào theo cái mã lớp này. Chị Vân Anh ơi. Ơi. Bấm thêm là thế nào Vân Anh? Thế là bây giờ nhá, chị mở một cái tab mới gửi này nhá. Chị mở một cái tab mới lại cho vào chứ. Vâng, chị nhìn thấy cái chữ chị bấm mấy số là được. À, một tab khác. Sao chép đường liên kết mở lại từ đầu đúng không? Xong bấm vào tham gia lớp học đúng không? Ừ, đây, em gửi cho mọi người cái link đó, mọi người bấm vào, mọi người tham gia lớp của em. Thôi, cái mã lớp là gì đấy để ấn không mời học đấy. Viên vào lớp là ok à em? Vâng, tham gia vào lớp học là được. Nhưng mà bây giờ cái mã lớp là gì đấy? QX gì đây? Mọi người vào thử cái mã lớp của em đi đã. QXZ Chị ơi, em bấm thì nó lên một cái mã lớp khác thì có được không? Thì mình bấm theo cái ý hả chị? Không, đấy là mã lớp của em. Tức là bây giờ chị đang muốn em vào lớp của chị. À, vào lớp của em thì vào đâu đây? Em mở một cái thẻ khác ấy. Nó không vào được nhờ? Chị vào một cái thẻ khác, sau đó chị vào lớp học này. Xong à, chị vào lớp học. Ừ. Chị vào lớp học rồi nhưng mà sao không vào được thì chị nhỉ? Vào được rồi nhá, em Vân Anh nhá. Vân Anh ơi, nhìn mở lại mã để chị nhập. Đây, mã của em đây. Chị vào lớp của em rồi, bây giờ là nhập cái mã này à? Chị phải vào cái lớp của em, chị phải nhập cái mã này mới vào lớp của em. Sao chị không nhập mà giờ nó vào rồi? Và rồi đấy là lớp của chị. Rồi đấy. À? Không, chị không đánh mà. Cái lớp 5 tuổi A5 của chị riêng, chị bỏ cái phần đấy. Đấy là mình vào theo đường link của Vân Anh luôn. Đúng không? Và theo đường link thì không cần mình nhập mã. À, đấy à? Vâng. Ừ. Nhập mã xong ấn nút nào Vân Anh? Dạ, nhập mã xong bấm nút vào thôi. Nó có nút vào đâu? Em tham gia đấy à? Chứ tham gia lớp tham gia đấy. Ồ, chị bấm nó lại ra, ra vẫn ra cái lớp chị vừa tạo 5 tuổi A3. Chị phải ra ngoài, sau đó chị bấm vào cái chỗ tham gia lớp học, xong là nhập cái mã ở trên màn hình đây này. Đấy, xong là bấm vào... Vân Anh ơi, hướng dẫn lại cho y cái. Tức là đây là mình đồng vào lại của người khác. Bây giờ vào lại từ cái em gửi vào chuyên môn ấy. Vào em vào cái thì chị bấm một phát là vào thẳng luôn rồi còn gì nữa. Ừ. À, chị ơi cái mã đấy, là gì đấy em đang nhìn đi này. Không phải đâu nữa, tham gia lớp của bạn nào. À, vào lớp của bên anh thế nào đấy? Khổ lắm, có cái chữ tham gia ở trong trên mà chả để ý.
bảo chữ vào đấy, thì ai biết bảo cái chỗ dưới là tham gia lớp của bạn ấy, bấm vào đấy là nó ra luôn. Nhờ. Yeah. Xong rồi có chữ tôi hiểu à, bấm vào tôi hiểu à. Chị ơi, chữ tham gia nó ở trên góc bằng trên đấy chị Thu ạ. Ô, chị lại bấm phía dưới cũng được đấy. À thế à? Ừ, dưới đều được. Em ấy ở đằng trên cứ nhìn mãi chọc ra. Và được rồi, nó ở trên đây. Chữ tham gia ở góc đây, tham gia ở góc một bên đây. Mọi người vào trong lớp chưa ạ? Vào rồi ạ. Rồi. Nó ra cái chữ là tạo bài đăng, tôi hiểu đấy. Đấy, Phương nó bình luận luôn. Cứ lục bài tập các kiểu này. Nhưng mà mọi người muốn quản lý lớp cùng mọi người. Vâng rồi, vào đâu chị chưa vào được? Dạ. Chị chưa vào được. Chị đang ở đâu rồi? Chị vào theo đường link của Vân Anh gửi ấy, nó không phải nhập cái gì cả. Theo cái đường link về. Theo đâu là được. Của chị sáng nay chị vào cái mail của đường Mai ấy, bây giờ đang thoát của Mai ra thì thành ra của mình không có. Em mới để ý. Ở đây nào, mọi người nhìn trên cái bảng của em nhé, mọi người quay trở lại cái lớp của mọi người đi ạ. À sao chị Trung ạ, em thấy trên driver của em này có hai cái bảng lạ thật, mình đã có một bây giờ thành hai. Bây giờ mình nhìn cái khuôn mặt của Mai nó lù ở góc này và chết rồi, không chuyển đổi được sang của chị rồi. Thế nhá, chỗ mà làm lớp của mình em cái. Giờ chị quay lại, giờ mọi người quay lại lớp của mình đi. Bỏ cái của em nhá, xong rồi quay lại. Chị chỉ cần tạo sang một cái tab khác là được mà. Cái của chị nó lại hiện cái để ở trong cốc cốc và trong cửa hàng không có. Thế là cái điều. Em là ẩn dưới. Và Chrome nó sẽ có hơn. Thế nhưng mà chẳng biết khi mở Chrome đấy vừa chụp cho em không ra, tắt bỏ cũng không ra, nhưng mà vào cốc cốc thì nó hiện hết trong cốc cốc ấy. Đây của em kéo hết xuống dưới mà, chị Bon trừ xuống không? Bây giờ về lớp học của mình tạo thì vào đâu để về ở bên đây? Vào lớp học của mình á? Chị đâu còn không có gì mà Bon xuống. Có cái thanh này. Chị bấm vào cái chỗ ba chấm bên này, cái thanh ba thanh ngang này. To chỉ bấm vào cái từ lớp học ấy. Mặt mày như Tiến Minh ấy. Của chị không được. Đúng rồi, xong có cái lớp của mình vừa tạo đấy nhỉ. Sao mình bấm vào cái lớp của mình đi ạ? À? Đấy chưa ạ? À, đấy nó lại ra vào lớp của mình. Xong mời học viên vào lớp là ok đúng không? Ừ. Cái chỗ ma lớp là ở gần ở nó ở dưới tên lớp nhá. Em chưa tạo được lớp của em. Chị em chưa tạo được lớp của chị nè. Còn anh ấy làm cái gì ấy? Chị ấy không mò được nó ở chỗ nào. Giờ mới mò thế trong cốc cốc cơ. Chị con anh ấy có máy. Mọi người chỉ cần vào lại Chrome, sau đó cũng vào cái chỗ 9 chấm này nếu mới thoát hết ra. Thì vào lại cái chỗ này và vào cái lớp đó. Có được không? Đây, em hỏi với. Ơi. Em bảo có phải cái lớp này nó có thời hạn, bữa thử mình gửi cho người ta cái đường vào ấy có thời hạn đúng không? Thời hạn là do mình đặt đấy, ví dụ như là ở một số cấp thì người ta sẽ bắt mình là phải là hoàn thành bài trong bao nhiêu lâu ấy. Thì họ đấy, sẽ ra ý là gửi cho cái lời mời vào lớp ấy mà mình không vào luôn là không vào được đúng không? Đấy là do người ta ấy thôi, do mình đặt thôi. À sao em bị thế không vào được? Tại vì sau khi thời gian vào xong ấy, người ta không muốn người khác vào lớp nữa thì người ta sẽ khóa phòng lại, người ta khóa cái lớp của mình lại. Thế nên em dù em có link em không vào nữa. Thế là sau khi mọi người lại muốn khóa. Mọi người vào lớp của mình chưa ạ? Vào rồi. Và mọi người chuyển sang cái phần mà có chữ mọi người này. Ừ, mọi người. Ở trên giáo viên sinh viên đấy đúng không? Ừ. Ở phần giáo viên nhá. Ở phần giáo viên có cái dấu cộng đây, mọi người nhìn thấy không ạ? Dấu cộng rồi. Đấy, tức là ví dụ như ở lớp mình là có hai cô chẳng hạn thì mình sẽ mời thêm một cô nữa vào lớp. Ở phần giáo viên này.
Mọi người thử mời thêm ạ. Nhập tên. Ừ, cô Mai đó. Nhập tên hoặc email đấy đúng không? Cô Mai. Cô Mai. Thường là nhập email. Email của Mai được đúng không? Ừ. Email được và tên được. Đấy thử đây, mời Mai email bữa nhá. Yến. Mai luôn. Chị Hà thì em mời chị chưa? Được, vẫn phải nhập mail ấy cả nhà. Nhập mail cơ, tên không được à? Nhập mail mà. Mình vừa nhập mail thì Tâm được rồi đây. Mình phải trả cho Hảo xem nào. Tên không được à, em phải mail à? Phải mail. Tên làm sao? Tay em còn mail. Phải có mail thì mình... Cô nào biết mail của cô với Hảo? Mail của chị Mai là Mai Đức. Cái gì đấy? Mai Đức chị Mai. Mail của em Phương là gì đấy em Phương ơi? Mai 8885 mà. Chị à. Thân Mai có biết mail có thì nào? Trần Thìn ta Trần Thìn 64a@gmail.com. Mail của em Phương là gì đấy? Trần Thìn biết không biết Mai biết liền nhá. Chờ chờ thì Mai được rồi con thấy gì không? gmail.com. Mail của em là bờ phương 0508. Bờ phương rồi ra rồi. Mai đường chưa gì đâu thì chung ạ. Ok. À, chị về nhập Gmail của em chứ, chị ghi cho Mai đường ai ra. Chị Vân Anh ơi. Cô nào biết mail của cô Bích Hằng cho em xin với. Cô Hằng sắp lập mail. Thế rồi em mời ai vào đây nhở, mail của ai? Mời chị cũng được. Em Mai Nhi đây. Thu ơi, em mời chị nhá, Thu Nguyễn nhá, cứ giả vờ thế đi. Ơ chị Vân Anh ơi, nó hiện là đã mời, đã được mời, chứ xong bây giờ okay, okay. Thì là cho vào. Em mời chị Loan Nghiêm vào rồi đấy. Mọi người quay trở lại mail, mọi người xem có nhận được lời mời không? Được, đã được mời rồi. Chị Loan Nghiêm kiểm tra xem nhận lời mời của em chưa? Đã mời chứ phải có thư mời đàng hoàng mới được vào đấy. Em mời chị Trang Giấy nhá. Mọi người bấm vào ba cái dấu chấm này này. Cho mọi người gửi một cái dấu chấm cho giáo viên của mình ý. Mời chị vào lớp. Gửi mail. Gửi mail này. Được lên mời của chị Trung rồi. Vân Anh. Vui vui phết nhỉ. Được rồi. Ôi, em lại không mời có cái. Vâng, chị mời em rồi, em mời chị rồi, chị có nhận được không? Để em quay nhỉ. Mai á, Lan ơi. Lớp của mình không có cô nào vào thì mời ai? Rồi, nó ra thư mới. Cái này cứ mời chị đi. Quan trọng gì? Không mình đánh vào khi mình nói gì mình đánh vào đúng không Vân Anh? Ai đấy, đi là mời em vào lớp đúng không? Mời em Minh Phương vào lớp đúng không? Chị vào lớp, mời em vào lớp. Được chưa? Rồi ok, vào gửi đúng không? Em vào rồi còn mời cái gì nữa? Vui phết nhỉ? Em vào lớp chị rồi chị còn mời em nữa. Mời lắm thế. Ấy, phải như thế thì nó mới ra gương mặt đại diện của em. Rồi ok xong rồi. Rồi mình chuyển sang cái phần Vân Anh ơi. Dạ. Vân Anh ơi, chị bảo. Dạ. Chị chấp nhận cái của cô Lan ấy. Xong bây giờ hình như chị đang ở cái trang của cái Lan ấy, chị không ra được đây này. Không ra được, tôi cứ ở đấy. Chị vào lớp mình đi, ai bảo chị vào đấy. Chị quay lại lớp của chị đi. Bà lại em bảo chị vào mail để chấp nhận của Lan ấy. Thì của chị thì chị đấy Lan đã chấp nhận của chị rồi. Chị vào trong của Lan xong bây giờ nó thành chị đang ở cái trang của cái Lan ấy. Bây giờ em chị ra ngoài đi. Đâu rồi? Chị mở một cái tab lại từ đâu? Đây chị bấm vào cái tính bây giờ ra ngoài xong lại vào lại thì nó vẫn là được đúng không? Ừ. Chị vào lại cái chỗ lớp học của chị. Đấy mình mà gửi cho phụ huynh thì mình cứ gửi cái đường link ý cho phụ huynh người ta dễ vào. Ai quay? Em Phương, chị xem tin nhắn sao em không có cái lời mời nhở? Ý là
Ở của em lại không không có cái dòng mà AKO ấy chị. Có ô giáo viên này á? Vâng. Em ơi, em đang ở lớp của chị thì em làm sao mà em thêm được? Em nhìn tên lớp này, lớp 4 tuổi B2. À. Phải vào lớp riêng của mình cơ. Em phải vào lớp của em chứ em vào lớp của chị. Em vào lớp của cháu. Không được thêm được giáo viên. Nhiều cái này đáng rẻ nhỉ. Chị đang lớp mới rồi. Bạn anh ơi, nếu mà gửi cái link cho phụ huynh thì gửi kiểu gì nhỉ? Chết mà thôi. Gửi link ạ, để em vào cái chỗ gửi link nhá. Ờ, hướng dẫn các cô gửi cái link gái không? Chớp để tắt tin. Thì đây này, chị vào cái chỗ mã lớp. Chị nhìn thấy mã lớp của mình rồi đúng không? Đây. Lớp nào có một cái mã. Được chưa? Rồi. Mọi người bấm vào cái ô hiển thị này, cái ô vuông vuông ở bên cạnh ấy. Thì nó lên to đùng như thế này đúng không ạ? Thì mọi người chỉ cần bấm vào cái chữ sao chép đường link liên kết mới này. Ok. Đấy. Chị bấm vào đấy cái xong là qua Zalo pet là xong. Pet thử em nào. Mọi người pet thử vào Zalo để vào lớp xem nào. Sao chép ở đâu hả chị? Sao chép vào đường liên kết này này em ơi. Vào lại từ bảng tin. Nó ở chỗ mã lớp. Mình bật nó lên thì nó sẽ hiển thị cái chỗ sao pet sao chép đường liên kết này. Đây. Rồi, nó ghi đã sao chép đường liên kết. Ok. Thì phụ huynh người ta không phải nhập, nó đỡ lằng nhằng hơn. Đấy, đúng rồi đấy. Bạn rửa cái tay cái. Được rồi đấy. Thường là khi mình vào nó sẽ lỗi cho mình ở lên trên cốc cốc bên này. Đúng không? Em đăng nhập là em đăng nhập ở Chrome nhưng mà em bấm vào cái đường link của chị Mai thì nó sẽ vào cái cốc cốc này. Nó hai tab khác nhau đấy. Đây. Đây là xong cái mà gửi lớp nhá. Ừ. Rồi vào cái chỗ mà cài đặt đi ạ. Vào cái biểu tượng cài đặt giúp em. Biểu tượng cài đặt. Rồi. Thông tin chi tiết về lớp học đúng không? Ừ. Cái chỗ đây này. Cái chỗ mà em quản lý mã mời ý. Tức là sau khi mình mời hết phụ huynh vào trong rồi thì mình có thể tắt vào nó đi. Tắt bỏ đi để cho những người khác ấy, có cái đường ấy người ta không thể vào lớp của mình để ấy được. Cái này. Sau khi mọi người đã vào đủ rồi thì mọi người tắt bỏ đi. À, tắt mã lớp. Vào... Có nghĩa là phụ huynh người ta vào hết rồi đúng không? Xong mình tắt. Vâng. Thì mình tắt bỏ đi thì là những người khác người ta không vào được nữa. Vâng. Để đủ lớp nên là thôi. Ừ. Ở cái ô bảng tin này mọi người nhé, mọi người chú ý ở cái ô bảng tin. Ô Mai ơi. Ờ, chị tưởng vào cài đặt xong là nó ra cái thông tin chi tiết về lớp học. Ở đây ở dưới này chị bon xuống dưới đi. Ở cái phần bảng tin nhá, sinh ở đây nó có, chị có mũi tên này, mọi người bấm vào mũi tên giúp em. Nó có ba cái. Sinh viên có thể đăng và nhận xét, sinh viên chỉ có thể nhận xét và giáo viên mới có thể đăng và nhận xét. Thì mình tích vào cái chỗ là chỉ giáo viên mới có thể đăng và nhận xét, hoặc là chọn là sinh viên có thể đăng và nhận xét. Mình tức là khi mà phụ huynh người ta vào ấy, người ta chỉ có thể nhận xét thôi, người ta không thể đăng bài mới để cho đỡ trôi bài của mình ấy. Thì mọi người tích vào chỗ sinh viên chỉ có thể nhận xét. Bảng tin đúng không chị? Ừ, ở trong phần bảng có thể đăng và nhận xét. Chỉ cho là sinh viên chỉ có thể nhận xét thôi. Phụ huynh người ta vào, ví dụ cái bài của mình gửi lên thì phụ huynh chỉ có thể nhận xét thôi.
Còn ở cái phần chấm điểm thì theo các cô lên để điểm không? Ôi, mô giáo có gì mà chấm điểm nhỉ? Tại vì bây giờ cứ kiểu học online đấy, chứ có cần chấm điểm không? Bỏ điểm đi em ạ. Bỏ điểm. Chấm không? Bọn nó không thích đâu. Chấm đâu? Nhiều khi phụ huynh bảo mô giáo. Nặng bị này thế. Thế thì con anh ơi, bỏ qua cái phần chấm điểm đi. Bỏ chấm điểm. Không, không phải đặt gì vào đấy là được. Có cái phần mô tả lớp học thì nó giống ở bên kia kìa. Mọi người muốn viết mô tả về cái lớp của mình như thế nào thì viết vào đây. Còn phần là gì chị? Có cái phần thì kệ nó đi. Ở cái đằng dưới này có cái mã mời đấy. Sẵn liên kết luôn cái đường này được. Vâng. Thì mã mời nó hiển thị ở ngay trên ngoài đấy chị. Cần thì phải vào đây. Xong là mọi người lưu lại cho em nhé. Cái phần thì điền là gì hả chị? Không điền vào chỗ ý nhá. Phòng là lớp 5 tuổi A3 chẳng hạn đúng không? Vâng. Chả cần ghi cái em được. Mọi người thử viết một cái thông báo này. Mọi người thử viết một cái thông báo lên. Cái nào chị? Chủ đề có nào ở ngoài đấy, ra ngoài đấy. Thế là chủ đề là chị ở ngoài đây này, mọi người giao diện thông báo của em không? Ở người giao diện ngoài ấy. Thế có cái thông báo nội dung nào đó cho lớp học của bạn thì bấm vào đấy và viết một cái thông báo. Đấy, đấy là cái thông báo. Khi nói mình khóa rồi thì bây giờ, ví dụ như cái chỗ này này, những cái dòng các cô và các cô chào ở dưới này này, đây là thông báo ấy. Nhưng mà bây giờ mình khóa rồi thì mọi người sẽ không vào để thông báo lung tung vào đây được nữa. Người ta chỉ có thể nhận xét ở dưới thôi. Vâng, cái thông báo thì viết kiểu như thế nào không? Dạ. Cái thông báo như thế kiểu viết kiểu như thế nào? Đấy, ví dụ ngày mai tiếp tục phòng em bắt đầu ấy. Chỗ này là có tất cả học viên này. Tức là em sẽ gửi cái thông báo này cho tất cả học viên. Hoặc là bọn chị có thể bỏ chọn tất cả danh sách lớp mình. Ừ, hoặc là chị có thể bỏ chọn hoặc gửi lẻ cho một vài người cũng được. Thường là chọn tất cả học viên luôn. Cho là mình đăng thôi. Thì bọn chị đấy, bọn chị xem có nhận được thông báo không? Viết gì mà thông báo chị nhỉ? Vân anh. Dạ, chị muốn phát ra thông báo để chú ý chuẩn bị họp Zoom để gặp mặt trao đổi. Mình thông báo là ngày bao nhiêu này là mình sẽ tổ chức họp Zoom này. Thì mình ghi báo, viết tạm một cái thông báo vào đấy. Không, không ai nhận được đâu. Đánh nghe thử, em biết một cái bài đó đúng không? Ừ. Vân Anh. Dạ? Chị muốn thoát lớp của em thì thoát chỗ nào đấy? Ủa, chị vẫn chưa thoát ra được à? Đùa. Chị đang ở cốc cốc hay ở Chrome? Chrome. Chrome cơ à? Em tưởng cốc cốc. Không ai đăng đúng không? Chị bấm vào cái biểu tượng ba cái thanh gạch cái này. Cho mình vào lớp khác thôi là được mà. Ừ, chuyển sang lớp cái là được. Vào cái chữ lớp học này này. Nó sẽ ra ngoài ngay mà đây. Nó sẽ ra ngoài giao diện ngay. Bấm vào cái thanh gạch ngang này này. Góc bên phải này. Ờ, có bên trái này. Có cái thanh gạch này. Con chỉ bấm vào lớp học là được. Thì nó sẽ ra như cái này. Con chỉ bấm vào cái lớp của chị. Chị chưa tạo lớp của chị. Chị vào cái chữ dấu cộng, sau đó chị tạo lớp mới. Đây, chị vào cái dấu cộng ở góc đây. Con chỉ đi ra tạo lớp học. Ok. Cái gì đấy à, bà nội? Bấm vào tạo lớp học, tạo lớp học mới chị. Thì đúng là vào dấu 3.69 chấm đấy xong rồi làm mà không được cả chị cô ơi. Được chưa ạ? Rồi ạ.
Mọi người nhận được cái thông báo của em không ạ? Em trả lời rồi đấy, ok cô. Không vào được nhỉ? Nhà sư Mỹ này đúng không? Sao chị có nhận được thông báo của em đâu? Ủa? Lại vào mail à? Chị phải vào lớp mail nhận. Vào lớp cũng được mà chị, mail nó vào lớp cũng là được mà. Bật lớp lên cái là nó sẽ nhận ngay cái thông báo mà. Nhưng mà lại muốn vào lớp lại phải vào lần nữa chứ đúng không? Các chị tải cả cái phần mềm Classroom về 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 điện thoại cũng được. Nó tiện. Nó có ứng dụng ở trên ý luôn mà. Em phải mở điện thoại đấy. Phương ơi, làm nào được cái hình nền ở đằng sau lúc học Zoom siêu đấy. Ai? Em cũng không thấy báo của chị Vân Anh đâu. Đây, có mấy người nhận tên đây này. Em vào lớp của chị 4 tuổi B2 đi. Có lẽ vào lớp của B2 chứ không phải là vào lớp ấy. Em được. Đây, có ba cô đang nhận xét ở đây. Vân Anh ấy. Vân Anh đang ở lớp B2 chứ không phải lớp của mình đâu. Anh này nhận đang ở đâu? Hả? Thì đang ở lớp chị, bây giờ lại vào lớp em thì vào chỗ nào để vào lớp em? Ba cái vạch đây chị ơi, xong là nó có cái tên lớp ở đây này, ở góc này này. Ờ. Đấy chị bấm vào lớp của em là bấm vào lớp 4 tuổi B2 là được. Bấm vào rồi mà nó không được. Không được. À nó được rồi. Chị Mai Đường ơi. Mà Vân Anh gửi đi trước ngày mai tiếp tục học nhé đấy á. Chị học đại học, có học cái này không? Không, chưa, chị về trên nhà rồi. Ý là chị học lớp đại học ý, có học cái này không? Ôi dồi ôi, thầy à? Không bảo gì cả. Thầy bảo tự tìm hiểu xong hết môn. Bọn em thầy hiểu. Ta nộp bài ở trên này này. Ừ, tối hồ đô hết yên tâm. Thầy dễ, bảo là cái môn này không thi, nên là thầy không dạy mấy, cho mấy cái đấy để có bài thôi. Thầy chỉ có bảo là cho bài tập xong viết xong là tạo tệp thôi, thế là xong. Đấy, mọi người có thể thay ảnh lên, thay ảnh cái giao diện đi, ở chỗ góc phải này có cái chữ chọn chủ đề ấy, hoặc là tải ảnh lên ý. Mọi người có thể thay một cái ảnh khác. Vân Anh, cái chữ phần với chủ đề với phòng ghi ghi cái gì đấy? Xong nhìn nó không khá ở chỗ nào? Cái gì hả chị? Cái phần đấy là ghi cái gì? Cái phần ấy chị không ghi gì, giúp em không ghi gì cả, chỉ ghi tên lớp thôi. Thì là ok là tạ à? Vâng. Mai sang có biết không? Ơi, chị vào lớp em rồi nhưng mà chị có thấy thông báo gì đâu nhỉ? Lan ơi, ngay, Lan có ngay cái đó bảng đấy. Tin ấy chị. Chị vào cái ô bảng tin nó sẽ hiện ngay thông báo trên đầu rồi. Em có thấy của chị Hoa nhá? Ừ, thấy rồi, ngày mai học tiếp tục đúng không? Dạ vâng. Mày tích cho chị cái đi, chị tích cho mày, mày tích cho chị cái sao nào? Ok vào đấy. À, ok vào đấy. Hello vào đấy. Được chưa ạ? Em đúng không? Được rồi. Bây giờ mình vào cái chỗ bài tập trên lớp nhé. Trong phòng của chị thi không qua được. Vẫn là cái của em mà. Không qua được lớp của em. Mọi người vào cái của mọi người thì mọi người mới tạo bài tập được. Mọi người chuyển sang lớp của mọi người đi ạ. Ok. Chuyển sang lớp của mình để tạo bài tập trên lớp. Anh chị à? Ở nhà ơi, mail của giáo viên nhân viên à, giáo viên là gì nhỉ? Tự nhiên lại quên. Giao mail giáo viên nhà trường đấy á? Vâng. GM mầm non thượng mẫu. GV. Vâng. Chị Trung không vào được lớp học của em á. Ơ, vào cái số 3 gạch đấy. Tớ vẫn chưa nhận được thông báo của Vân Anh à? Cần gì thông báo nào của em? Báo ở trang lớp của B2 ấy. Chị Trung chuyển chụp ảnh như thế này là đang ở trong lớp của em rồi đây. Có thế à? Không, nhưng mà thế không? Chị ơi, có chữ 4 tuổi B2 đây. 4 tuổi B2 là lớp của em rồi mà. Nhưng mà đấy tài khoản của Mai Đường, không phải của chị. Của chị ấy, của Mai Đường thì hiện tại là đang ở lớp em rồi. Ai đang ở lớp nhà? Chị của Vân Anh. Chưa vào được. Vào được rồi.
Giờ chị đổi tài khoản khác đi. Chị đổi nhưng mà xong cái lại không được. Không được. Chị đổi xong nhá, xong rồi chị vào Zalo. Chị vào Zalo, chị vào theo cái link mà em gửi đấy. Vân Anh ơi, không đúng. Không đúng gì? Cái mail của giáo viên ấy. Tưởng mail này là giáo viên nhân viên gì cơ mà. Đâu? Mà có mỗi giáo viên thượng mẫu thôi mà. Giáo viên GV mầm non thượng mẫu. Không được. Không được á? Mầm non thượng mẫu biết cả. Mầm non thượng mẫu biết tất cả. Em chụp ảnh em gửi lên Zalo cho bọn chị cái mail của nhà trường ấy này. Chị Loan gửi danh sách lớp vào đấy sao? Đâu, chị Loan gửi danh sách lớp ở trong này đâu? Nãy thấy chị thông báo ở tin nhắn là gửi danh sách lớp vào gian thờ. Chị nhắn đây, đây, đây. Đấy. Đây, chị gửi vào đây rồi đây. Cô nào mà vào thì cô ấy chia sẻ qua Zalo chuyên môn cái để cho các cô lấy luôn nữa vào mail. Nhá, tại vì để phải nắm vào mail. Đây, hai cô mày. Đấy, em cũng là mẹ đúng không? Mà chị đính kèm tệp như này thì có chỉ có chia sẻ nhanh thôi, giờ tải xuống từng lớp một à? Tốt nhất là mọi người vào mail xong thì là của ai người tải xuống? Không chia sẻ là chị. Đây, mail của lớp, mail của trường đây. Không nhớ mật khẩu người chị ạ. Đấy, mật khẩu em đấy. Đâu, đọc đi. Mật khẩu dưới đấy em. ML thượng mẫu 123 đấy. Đừng làm bài tập mà cái gì đấy chứ. Không được đâu. Vẫn không được, chứ tờ có viết hoa không? Không. Tờ viết hoa. Tờ mộ á, tờ viết hoa. Vào mail để tải danh sách á. Mật khẩu là gì à chị? Không được. Chị Vân Anh ơi. Alo. Này Vân Anh ơi. Dạ. Dạ dạ. Cái này nó không hợp mầm non lắm hay sao nhỉ? Nghĩa là mình đưa cho phụ huynh cái đường link để phụ huynh vào cái trang như của em này, thì xong họ lấy bài tập ở trên đi xuống à? Hay là để làm gì? Làm luôn ở trên này được mà. Làm ở trên này á? Theo chị làm luôn lắm cái bài mà hôm nay mình tạo bình chọn ấy, cho dễ. Chứ giờ vào cái này vòng vèo rồi lại tài khoản cái lọ kia. Xong mật khẩu vẫn sai nhỉ các cô nhỉ? Các cô vẫn có gì đấy? Cái phù hợp với mình. Chuyển cho cô qua Zalo cũng được mà. Chị Vân Anh không gửi file danh sách lớp qua Zalo được à? Em vào nó có được đâu. Chẳng hiểu đâu, có mật khẩu đâu. Chị Vân Anh gửi luôn qua mail hộ em với. Không vào được mật khẩu chưa? Hay là chị Vân Anh sẵn tới rồi? Có vào được đâu. Qua mail là xong. Nhiều người vào quá. Sáng xem nào. Lần trước cứ bảo là nó bị cứ mỗi người một lần vào đổi mật khẩu ấy thế nào đấy, giờ chẳng biết được mật khẩu thế nào. Mật khẩu đã thay đổi 7 tháng trước mới hiện thế. Đúng rồi đấy, nó hiện thế đấy. Mọi người thử mở cái file em đoạn nào đấy. Thử mở cái file em tải ở trong Zalo xem có mở được không. Tao em tải hết xuống cho. Đâu tải vào đâu? Tôi tải ở trong Zalo rồi đấy, thử cái mail đấy, thử cái xem nào được không? Nhóm nào? Nhóm nào? Chia sẻ nha.
em thấy đâu. Chứ là quên nhắn nhầm vào. Nhắn nhầm vào nhóm mà vào. Nhắn nhầm đừng cho chuyển cho chung đi kìa. Còn anh ơi, cái danh sách lớp này ấy, thì em đổi lại mật khẩu xong cho lại các con vô tự tải tự nhiên đang học cái kia để vào danh sách lớp để tải làm gì? Ờ, danh sách lớp chị Loan gửi lại mà chị. Sếp vừa gửi đấy. Gửi lại, nhưng ý chị đang nói là mail của giáo viên. Biết rồi, nhưng mà chị đang nói là Vân Anh mở được mail của giáo viên. Bây giờ sẽ đổi lại mật khẩu để cho chị em mình biết. Thì danh sách của lớp nào lớp ấy tự lấy. Tự nhiên lại cứ để Vân Anh nó làm cái việc này làm gì? Bây giờ đang học cái này lại đi làm cái danh sách kia làm gì? Mất thời gian ra. Lấy mật khẩu để có tải được danh sách về chị em. Tại vì máy của Vân Anh là có mật khẩu, là mở mail được rồi. Thì bây giờ em đổi mật khẩu khác để cho tất cả cô đều biết. Thì tự vào lấy. Đấy, em gửi lại mật khẩu rồi đấy. Phải gửi cho các cô chứ nhỉ? Đấy, gửi lại cho các cô đó. Nhóm Trương ơi, em vào được rồi đấy. Xong rồi danh sách của ai thì người ấy tự lấy. Ừ. Ừ, đỡ phải có lại. Vân Anh vừa đổi mật khẩu vào được rồi đấy. Lấy em là em gửi nhầm cho chị Trung. Em là em gửi nhầm cho chị Trung. Cái đường link em gửi cho chị là cái gì đấy? Cái link nào nhầm. Lấy em gửi link vào lớp mail. Ai gửi nhầm à? Em gửi vào nhóm, em phải gửi bấm nhầm cho chị. À. Bây giờ đang hướng dẫn lớp kia đi. Tạo bài tập đi. Vâng. Bán tú quá con đang học á. Bán tú quá con đang học á. Xu bằng tú đi. Đây cho này chụp ra. Con này đi. Thế nào? Không ai bố cái. Ôi có gì mà. Sợ thật, danh sách gửi lại thêm một cháu nữa. Lớp chị Phương là lớp giờ. Không hiểu kiểu gì. À, được rồi cả nhà, à, được rồi nhá. Mẹ bắt à? Nhập sai nhiều quá nó ra như thế này này. Đã bây giờ. Không dù mà. Để tập thì nó ra một chục lớp mới được. Mày mới uống, mày uống đâu cả. Cái này nó cũng có thể cho mình nhúng ở những cái file ở trên Drive này hoặc là tải tệp lên, tải tệp Word hay là PowerPoint đều được, hoặc đính kèm theo đường link ở trên YouTube cũng được, hoặc tải video lên cũng được. Thế ví dụ như em tải một cái PowerPoint lên là học sinh cũng có thể xem tệp này. Cô Vân Anh hướng dẫn cái bài tập kia đi. Cái này nó không, ví dụ như mà giao bài mà. Anh ơi. Dạ. Em hướng dẫn tiếp vì từ đấy tự nhiên lại nhảy sang cái đoạn rồi là danh sách thì chẳng hiểu gì. Cô làm mở được mail rồi gửi danh sách lớp em cho em mới. Ok, chị gửi cho. Ok. Chị đang trong lớp em có rồi nhá, cảm ơn chị Vân Anh nhá. Cô lấy danh sách làm gì đấy, đang học mình lại nhảy sang đoạn danh sách làm gì đấy. Đã
tại vì là không nhớ tên mail là phải hỏi luôn, không một tí nữa đúng đằng rồi. Nào hết từ thì lại không hỏi được. Đúng rồi. Khổ quá, nhắn lên nhóm cái bảo Vân Anh nó gửi lại phần khổ cũng chưa được mà. Nào còn cô lớp nào chưa lấy được chị gửi cho. Ơ sao không thấy lớp, à đây đây đây. Gửi cho em lớp xe 4 chị ơi. Chị Hoa gửi lên điện của mèo trường mầm non. Gửi đây ba mấy chị ơi. Gửi lên đây ba mấy. Gửi đây ba, chờ tí. Chị Hoa gửi vào Zalo của em nhỉ. Ờ ok. C4 em Phương. D3 nữa đúng không? Để cho một D3. Ôi, cô. Trần Mai ơi, tải D3 nữa chị nhé. Rồi D3 với C4 chờ tí. B chị Hoa này B. À B3. Cả D3, D3 D4 mà. Cả D3 đúng không? D3 B4 không mấy nhá. Không lấy thôi. Không lấy thì em gửi chị rồi đấy. Mở đời rồi mà, em có gồm ngay nhà trường mà. D3, D4 gửi luôn đi chị ơi, đỡ phải mở. Chị Loan sửa lại. Ok. Được rồi, em vừa lấy lấy ra mà, vừa lấy xong. Ờ, thế thôi nhá. Thái nhận được chưa? Thế rồi. Rồi chị ơi, cảm ơn chị nhá. Xem. Trang lấy, còn ai lấy nữa không, lấy lốt cho. Ờ. A1 nhá. A1 à? Được. Ok. Ok chị, ok chị, A1 có luôn. Ừ, cho em D4 với. Minh Hảo vợ này. Chị gửi tất vào Zalo này nhá. Vâng. À. Vâng. Ok, gửi tất vào đấy. Đấy. Đi qua nào. Ăn đủ đủ đi kìa. Sáng ơi, cho em hỏi một tí. Nói đi. Bây giờ học cái gì đấy nhở? Còn năm nào nữa không? Chị Sáng ơi. Chị Hoa còn nó bên D4 rồi. D4 chị ơi, D4. Rồi, chờ tí, đây, D4 đây. Chị Hảo ơi, nhận được chưa? Ok, đã nhận, thank you. C2 chị ơi. C2 à chị Minh. À, cool. Ok C2 nhá. C2 đây. Rồi thank you nhá. Thôi chiều nay cô lấy hết danh sách đi. Thôi xong đi. Cô học hành rồi nhá. À, sau khi biết danh sách thì em phát hiện ra lớp em thêm cháu mới. Mai ơi. Chị Mai ơi. Ơ, ai đấy? Mai nào? Mai nào? Cháu nào? Cháu lên đội 4 chuyển sang á? Tại vì nhà nó ở Trung Châu. Đấy, 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 đứng đấy, cháu đánh cái. Đấy, đánh cái. Ở bên đội 4 mà. Nó nhờ tạm chí ở đội 4 thôi. Nó là người Trung Châu. Minh ơi, được rồi, chị Minh ơi. Chị Trần Mai ơi. Minh. Dạ. Chị Minh em gửi rồi đấy. Ờ, rồi nha. Chưa biết nhận được chưa. Chị Trần Mai ơi. Gửi vào mail hay Zalo đấy. Chị bao nhiêu cháu? Gửi vào Zalo. Tiếp là gì chị đấy. Chị bao nhiêu cháu? 28 cháu. Các Zalo đấy các cô nhá. Dạ. Yeah. Thế nhầm lớp em có 2. Lớp em có 27 thôi. Qua bị nhầm đó. Lớp em bị nhầm 3 đứa hôm qua trùng cô. 27 không biết là thêm đứa nào thì nó xem. Mở ra xem. Lớp em giảm 2 đứa chắc là chuyển sang đấy. Vân Anh ơi. Ơi. Vân Anh. Ơi. Đổi tên trong mail thế nào nhỉ? Tôi là Mai Trần mà nó có hiện Mai Nguyễn. Tại cái thằng nó là cái nó cơ. Và tài khoản Google mới đổi mail tên. Của chị thôi. Đây mail của tôi đây. Tôi mở mail của tôi vào đây nhưng mà nó cứ không hiện ấy. Không biết vào đâu để sửa bây giờ nhỉ? Vân Anh ơi.
Dạ. Chị đổi như giờ chị quên mất rồi. Tại vì đợt trước của chị là Mai Nhi. Chị bảo vệ tiếp. Để chị là cô thôi nhá, để học nhá. Đang chưa để học nào. Rồi. Cô đọc các cô ơi, để mang cơ lên dạy nốt cái phần này đi nhá. Mang cơ gọi trường này đi. Mọi người vào gần chỗ bài tập trên lớp đi. Nào, bài tập trên lớp. Rồi. Bấm vào chỗ tạo giúp em. Ví dụ như ở mầm non mình thì thường là không có nhiều bài tập dạng như của các cấp kia. Thì ví dụ như là khi mình gửi một cái video bài dạy mà muốn cho các con hiểu sâu hơn về cái bài ấy, thì mình sẽ tạo một bộ mà bài một cái bộ câu hỏi của bài kiểm tra ấy, để mình gửi cho phụ huynh sẽ cho học sinh làm ở trên này để mình xem họ học sinh có hiểu được câu hỏi, hiểu được cái bài mà mình dạy không. Bấm vào cái chỗ bài kiểm tra đi ạ. Rồi, bài tập kiểm tra. Bài tập kiểm tra ấy ạ. Rồi. Ở cái dưới này ấy, nó chỗ này là mình sẽ ví dụ cái bài dạy hôm trước của mình, mọi người nghĩ ra một cái tên bài ấy, hôm trước mình gửi video cho phụ huynh cho học sinh ấy. Mầm non mình chỉ có gửi video, mình sẽ gửi video câu chuyện chẳng hạn. Câu chuyện gì đấy? Câu chuyện gì? Em ví dụ câu chuyện cáo thỏ và gà trống nhá. Ở cái phần hướng dẫn thì mình ghi là bố mẹ này. Đấy. Ở phần hướng dẫn thì mình sẽ ghi là bố mẹ giúp con trả lời câu hỏi sau. Ôi, cái máy của ai ồn thế? Mọi người nhìn thấy cái chữ banquet ở dưới đây không ạ? Đây ạ. Cái này nó tương tự như cái Google biểu mẫu lúc sáng của mình ấy. Bây giờ ấy, mình sẽ vào đây để mình tạo một cái bộ câu hỏi để gửi cho học sinh. Mọi người bấm vào đây giúp em. Từ đó là chị biết chữ bố mẹ đó. Mọi người ra được cái bảng này chưa? Cái banquet thì lấy ở đâu đây em? Cái banquet kìa. Hả? Nó ở chỗ bài tập trên lớp này này chị. Đây, ở đây, dưới đây. Chị có thấy có ở máy chị không nhỉ? Chị bấm vào phần bài tập hay là kiểm tra bài tập? Máy của mình cũng không có. Chứ cứ kiểm tra bài tập ấy. Thì không có. Bấm vào phần bài tập mà. Em bỏ nhá, em làm lại này. Em tạo này, tạo bài tập mới này. Đúng không ạ? Có cái phần bài tập kiểm tra đây đúng không ạ? Đấy, thì em vào đây. Thế giờ đấy chị không vào cái chỗ bài tập kiểm tra, thì chỉ vào bài tập thôi. Và bài tập thì mầm non mình nó ít dùng hơn, nó không có cái phần này để mình tiếp, để làm tiếp. Ok. Đấy, mọi người vào cái Google biểu mẫu này được chưa ạ? Rồi. Sao của chị nó ra chứ không cảm ơn cái tham quan thì vào chữ tham quan ạ? À? Vào chữ không cảm ơn. Thì mọi người có thể ghi ở trên này là ghi họ vì ghi về cái câu hỏi về cái này là ví dụ như của em đang vừa nãy em ghi là chuyện cáo thỏ và gà trống này. Chị Phan Anh ơi, sao của em chẳng thấy chỗ câu hỏi nhỉ? Em vào chỗ tạo chưa? Vào tạo rồi, xong rồi nó ra tiêu đề với hướng dẫn với cả. Thì em viết tiêu đề vào, em viết hướng dẫn vào. Đây, ở đây nó cũng có các cái giống ở cái Google Form lúc sáng này. Ví dụ như câu hỏi mình có thể chèn hình ảnh vào đây này. Đấy, ví dụ chèn hình ảnh của cái bài của câu chuyện hay cái gì, mình muốn có những dẫn chứng gì thì mình có thể chèn hết hình ảnh vào đây. Ví dụ lựa chọn một đây này. Ví dụ trong câu chuyện trên có những nhân vật nào. Vào cái chỗ ở dưới đây chị. Đấy, option 1 nhá. Thì em ví dụ như là gà trống này. Xong mình thêm tùy chọn này. Ví dụ như là cáo này. Tùy chọn khác là lợn chẳng hạn.
Đấy, ở mỗi cái tùy chọn nhé, mọi người nhìn thấy là có cái hình ảnh ở bên cạnh đây này. Mình có thể thêm hình ảnh vào đây này để cho trẻ nhìn thấy này. Tại vì nếu mà làm thế này thì nó sẽ có tổng điểm và tổng kết quả luôn cho mình, thì mình biết là học sinh nó có trả lời được hay không. Đây, ví dụ em lấy một hình ảnh con gà vào đây. Đấy, đáp án thứ nhất của em đã có hình ảnh con gà, là trẻ nó vào là nó sẽ biết này, nó sẽ biết là có con gà ở đây rồi. Bố mẹ sẽ chỉ ví dụ hướng dẫn đọc hộ con cái câu chưa hỏi thì trẻ nó sẽ vào và vẫn sẽ làm được. Cái này nó giống với cái phần hôm nọ Hoa hướng dẫn làm đấy đúng không? Đấy, ở trên e-learning. Ừ đấy. Tại vì nếu mà làm trực tiếp ở đây thì mình có thể quản lý được là trẻ có làm được bao nhiêu điểm, trẻ làm đạt được bao nhiêu phần trăm ấy. Không có con cáo nào chọn tạm. Vào cái này xong bắt đầu bây giờ muốn tải ảnh lên là vào cái gì em nhỉ? Tích vào cái ảnh rồi. Trong này nó có tải ảnh, máy ảnh, ảnh. Vâng chị, và chị vào chữ tải ảnh ấy. Rồi. Đây chị bấm vào chữ duyệt này này. Rồi. Và giữ duyệt xong là mình tìm một cái ảnh lên là được. Tìm ảnh trong máy mình. Vâng, trong máy. À, cái này hình như là nó làm vào luôn cái phần provider của mình, cái dữ liệu ảnh của mình đúng không? Cái mà lần trước mà Vân Anh ấy cho chị ấy. Tại vì chị này chị thấy ở trong kho này tất cả những cái ảnh mà chị xóa rồi nhưng ở kho chưa xóa. Vâng, chị thì xóa bớt đi không mà nó đầy. Ừ, tại vì nó ở trong kho này. Giả ví dụ lấy tạm một cái chứ giờ làm gì có ảnh từ đầu thì lấy tạm một cái ảnh thôi. Được chưa ạ? Mọi người chờ lại ảnh xong. Ở dưới cuối câu ấy nó có cái ô đáp án đây này. Ô đáp án này mọi người nhìn thấy không? Có. Đấy thì mọi người bấm vào đấy. Bấm vào chữ đáp án này thì mình sẽ bấm vào cái đáp án nào là đúng thì mình tích nó vào thì nó sẽ hiển cái dấu tích ở bên cạnh này. Sau đó mình bấm vào chữ xong. Đấy là mình sẽ lựa chọn đáp án đúng. Trẻ bấm sai thì nó sẽ báo sai. Ảnh thôi chứ nhỉ, mình không dạ. Cho ảnh cũng được không? Và mình không cho ảnh thì... cũng được chứ đúng không? Không cho ảnh thì cũng được nhưng mà có ảnh thì trẻ nó sẽ nhìn rõ. Nhưng mà bố mẹ đây phải nói. Bố mẹ nếu mà nói. Không cho ảnh thì bố lại phải đọc câu hỏi trả câu trả lời. Nói chung là vì nhiều khi có những câu hỏi là câu chuyện tên gọi là gì thì làm gì có ảnh, ví dụ thế thì mình cho các câu hỏi là trả lời. Chị ơi, mình có thể cho hình ảnh câu chuyện ý vào mà đúng không? Chị hỏi là câu chuyện có tên là gì, chị ghi là cáo thỏ gà trống thì chị có cái hình ảnh chuyện cáo thỏ gà trống này. Và chuyện quả trứng thì có đau hình ảnh quả trứng nào. Trong tích vào cái đáp án này em. Tích vào đáp án, sau đó chị chọn đến một cái đáp án mà mình cho là đúng ấy. Mình bấm vào, xong bấm vào chân xong một cuối góc. Chưa cái hình nào đúng cả. Mà cứ bấm bừa. Thế là mình cứ chọn bừa một cái, có nghĩa là mình chọn mặc định đúng không? Dạ vâng. Khi mà nó ra thì là nó phải theo mặc định đấy. Vâng, nó sẽ đánh giá theo cái đáp án của mình. Xong rồi xong đúng không? Vâng, bấm vào chữ xong. Xong rồi vào xong đúng không? Vâng, thế thôi tiếp tục mình cứ làm tạo các bộ câu hỏi khác liên quan đến cái câu chuyện đó để mình cho trẻ đó kiểu củng cố kiến thức ấy. Chị ơi, ví dụ mà mình án rồi thì mình muốn thay sang đáp án khác. Sang sang áo khác thì mình lại bấm vào chữ đáp án. Đây, ví dụ sang đáp án khác thì mình bấm vào đây. Bỏ cái này đi. Em bấm lại một lần nữa là nó mất mà. Hoặc là mình có thể chọn hai đáp án đúng. Mọi người nhìn thấy không ạ? Tức là có thể rồi, nó như có thể chọn nhiều đáp án đúng. Hoặc là mình có thể đổi đáp án bằng cách bấm vào cái lần nữa là nó mất mà. Đấy, sau này bấm lưu lại bằng nút xong. Thì nó sẽ hiển thị ở đây là sẽ hai đáp án đúng. Dạ. Ví dụ mà đáp án đúng thứ nhất này, ví dụ có gà trống này, thỏ và cáo này, mình làm liền ba con
ở trong được cái câu chuyện đấy thì mình chỉ được phương án một, còn ở dưới thì cho những cái con vật nó không liên quan đến chuyện ý là được đúng không? Dạ vâng, tùy mọi người thôi mà. Còn đáp án thôi nhỉ. Đấy, tiếp tục như thế nào mọi người cứ tiếp tục là bấm vào chọn đấy thôi. Nhưng mà có những câu hỏi thì làm sao mà đưa hình ảnh được nhỉ? Vẫn về phụ huynh đọc cho, ví dụ là câu chuyện tích chung có yêu thương bà không thì làm gì có hình ảnh gì đúng không? Vâng, thì nói chung là khi trẻ mầm non mà học mà cầm điện thoại thì hầu hết bố mẹ đều phải học cùng mà, có mấy khi nó được cầm một mình đâu. Đúng rồi, phụ huynh phải ấy thì làm sao mình học được. Nếu mà bây giờ cả cái chị gửi video lên cho phụ huynh cũng thế, người ta phải mở ra xong người ta ngồi cạnh con, không bao giờ người ta để cho con ngồi một mình cả. Ừ. Chuẩn không ạ? Trừ khi là nó có video hỏi là nghe thì ảnh. Đấy, thì mình cho lên mình ảnh thôi. Các cô, Vân Anh và Minh Dân, cái phần này là mình thấy hợp đấy, có lẽ thì chưa hiểu lắm nhưng mà thỉnh thoảng một tuần hai ba lần mình gửi về cho phụ huynh đấy, họ tương tác cùng với trẻ cũng được. Đúng không? Thì là sẽ hay hơn là mình chỉ gửi mỗi video không? Chả biết là trẻ có học hay không. Như thế này này, cả kể phụ huynh người ta hướng dẫn là ừ thì ít nhất trẻ cũng được ôn lại bài một lần. Mà cái này tải về điện thoại, người ta cứ xem luôn trên điện thoại. Vâng, nó có phần ở trên điện thoại đấy. Tí nữa mọi người chỉ đấy, cần tiện hơn chị ạ. Google Form ấy, xong mọi người cô gửi phát là người ta biết luôn. Ok, nó thông báo ngay trên điện thoại. Đấy, có nếu mà có wifi là các cô người phụ huynh nhận được luôn. Tiện mà, em thấy cái này cũng hay mà. Mầm tiết đi em ơi, mầm tiết đi. Thôi cứ đấy mà, nào các câu hỏi khác thôi chị. Ờ các cái dạng khác nhau đấy à? Dạ vâng. Lấy hình ảnh ở đâu đấy? Thế xong là nó gửi cho phụ huynh trên mạng về ấy chị. Em phải lấy trên mạng à? Ờ, trên mạng thì giờ em lấy ở đâu? Chẳng qua đây là những cái hình em này, em làm video thì em cắt sẵn thì em có ở trong máy của em thôi, còn như bọn chị lên mạng lấy chứ. Vâng đây, đây là câu hỏi 1 đúng không? Bây giờ mình muốn câu hỏi số 2, tích vào dấu cộng đây đúng không? Vâng, tích vào dấu cộng, làm bao nhiêu tùy thích. Xong rồi ví dụ hỏi câu hỏi 2 là cáo đã đuổi ai ra khỏi nhà, xong rồi mình lại ra hình ảnh thế à? Đúng rồi, hình ảnh 1, hình ảnh con thỏ, 2 hình ảnh con lợn chẳng hạn đấy. Không hình ảnh được nhờ. Không hình ảnh cũng được nhưng mà mình nói mình cho hình ảnh mà cho nó đẹp. Trẻ con nó phải có hình ảnh. 5, 6 câu hỏi từ đầu cho các cô nhìn. 5, 6 câu hỏi mình cũng hệ thống như thế suốt hết à? Dạ vâng. Hoặc là ví dụ như là chỉ có thể để cái ô trả lời khác chẳng hạn. Ví dụ như cái đoạn trả lời ngắn này chẳng hạn này. Ví dụ nhá, câu hỏi là trong câu chuyện trên có mấy nhân vật ý? Có thể là phụ huynh người ta sẽ cho trẻ con viết số 3 hay viết số 2 chẳng hạn ý. Đấy, tức là mình thay đổi cái hình thức trả lời đi một chút thôi. À. Gửi giống như lúc sáng nay đúng không? Gửi giống như sáng nay gửi y như lúc sáng thôi ạ. Đây, bấm vào xong cùng nhúng link thôi. Và gửi, sao chép và cũng gửi thôi ạ. Và cái bài này nó lại lưu luôn ở trên cái chỗ bài tập lớp cho mình cơ. Đây. Đây mọi người quay lại cái chỗ bài tập lớp nhé. Nó sẽ có một cái tab bên cạnh là cái bài tập lớp này đúng không ạ? Mọi người vào lại đây chưa? Quay lại cái chỗ bài tập lớp đi ạ. Đấy rồi. Đây, thì ở đây nhá, chỗ này này. Ở đây là có cái ô thang điểm này. Nếu như mình không thích điểm thì mình bỏ điểm đi cũng được. Chưa chấm điểm thì mình bỏ điểm đi. Mà chính ra cứ cho điểm cũng hay cũng được. Ví dụ đến ngày hạn nộp này. Ví dụ mình giao bài tập này bắt buộc các con phải trong 2 ngày nào các con phải làm. Thì mình sẽ bấm vào đây này. Ví dụ hôm nay là ngày 26 thì đến ngày 28 các con là bắt buộc phải nộp bài. Đấy thì mình bấm vào đây. Hoặc là bấm vào chọn thời gian không bắt buộc. Thì thôi, thì bỏ đi. Nhưng mà em nghĩ là lên cho là cái thời gian để nộp bài. Đấy. Chủ đề thì mình có thể tạo chủ đề. Ví dụ như đây là cái câu hỏi về chuyện đi. Hay là lĩnh vực. Mình ghi là lĩnh vực phát triển ngôn ngữ. Vân Anh ơi, khi mà trẻ con nó click vào cái câu trả lời đúng ấy, thì nó có cái chữ teng teng hay cái gì để chúc mừng đấy không? Hay là nó không có gì? Để em gửi thử đi, gửi thử xong chị biết. Xong mọi người bấm vào chữ giao bài này. Học sinh thấy bài tập của mình ngay lập tức, bây giờ em giao bài này. Mọi người thấy bài tập em gửi chưa ạ? Em đã giao cho 21 người đấy.
Mọi người thử vào xong mọi người bấm lộp đi ạ. Làm thử cái câu của em xong là mọi người bấm lộp đi ạ. Vào cái chỗ lĩnh vực rồi này, xong vào gì nữa em? Xong là chị bấm giao bài thôi. Vâng, giao bài thôi. Mầm non mình không nhiều những cái không cần phải đặt nhiều đâu. Ờ, mình chọn gì thì chọn xong bắt đầu dí và giao bài. Dạ vâng. Đâu? Đây. Có chữ lộp bài thôi chứ, có chữ giao bài đâu nhỉ? Em nhỉ? Thế chắc là có người thì máy là giao bài, có người máy thì là lộp bài chị ạ. Đấy nhá, ví dụ như ở đây của em này, mọi người nhìn này, đã có 3 người lộp bài. Và cái phần xem bài tập này, em có thể xem được luôn này. Đấy, Đàm Lan đã lộp, Phương Nguyên đã lộp, Trang đã lộp. Đấy, rất là tiện, nó thống kê cho mình luôn. Ủa, chị có cho em, chả biết đi đâu rồi. Lộp chưa? Đấy, hiện tại là chưa thấy. Vào lớp của chị Vân Anh đi. Chị phải quay lại lớp của em, sao chị làm mới được? 6 người đã lộp rồi ạ. Chị đang làm. Chị đang làm ở lớp. Quay lại thì lại phải thoát à? Còn gì phải thoát đâu. Lại vào ba vạch kia, không phải thoát. Vào cái ba vạch kia xong đứng ở trên lớp 4 tuổi B2 là được. Thế là có rồi, có cái chấm rồi. Ba cái dấu vạch rồi. Ở đây mình không chấm điểm nên mình chỉ vào xem thôi. Tại vì nếu như mình chấm điểm như các cấp ấy thì mình sẽ xem là kết quả người ta đúng bao nhiêu. Nhưng mà học sinh mầm non thì chỉ cần tương tác là được. Dạ. Chị vừa sai của em xong bắt đầu làm lại à em ơi. Để đổi tên lớp của chị nó chỗ nào đâu. Hả? Ai hỏi đấy? Vào của em chỉ thấy cái bài tập của em thôi. Vâng thì chị bấm vào chị em làm đi ạ. Chị làm đi. Chị thấy bài tập thì chị làm đi ạ. Chị tạo bài tập rồi mà. Mấy anh ơi. Dạ. Chị tạo bài tập rồi mà chả thấy có nhỉ. Tạo bài tập của chị á? Ờ, của lớp chị không, chị thoát ra lại từ đầu đấy, không thấy bài tập. Chị vào đi, để nào chả có. Đây này. Là em đang ở lớp của em. Giờ em muốn về lớp chị nhưng em không nhìn được cái dấu ba gạch ở đâu. Nó ở ngay trên góc bên trái này. Góc bên trái lúc nào nó chả có cái chữ lớp này. Ở cạnh cái tên lớp ấy. Sao chả nhìn thấy ở cái chỗ nào ấy? Của em không thấy mà. Của em đang kêu ở đâu chị Vân Anh? Hả? Vân Anh xem chị lộp được chưa? Chị lộp bài được chưa? Lộp rồi. Đây nha, em vào bài tập trên lớp đã có 14 người lộp rồi này. Đâu, thử xem lại gạch xem nào. Em chụp màn hình gửi Zalo đi, em nói thế thì khó hiểu lắm. Kia đã lộp kia, chữ đã lộp. Thu Quyên lộp rồi đây. Đấy. Nhưng mà Vân Anh ơi. Dạ. Chị bảo, bây giờ chị tạo được bài tập rồi, bây giờ muốn gửi cho phụ huynh thì làm nào? Tạo được bài tập thì trong hay là vẫn ấy? Tức là bây giờ gửi rồi là người ta sẽ nhận được. Ờ, phụ huynh, người ta đã ở trong lớp của chị rồi, đúng không ạ? Ở lớp rồi mà. Ở lớp rồi. Thì chị chỉ cần gửi bài tập. Sẽ tự nổi lên. Chị bấm giao bài cái là nó chỉ được khi phụ huynh người ta vào lớp nó sẽ tự nó nổi lên. Thế nhưng mà đây là trực tiếp à? Chứ không là phụ huynh thích làm lúc nào được à? Làm lúc nào cũng được mà. Em cho thời gian độ mấy ngày mấy ngày ấy. Đấy, như cái chỗ mà lúc em chỉnh thời gian đấy em để cho phụ huynh 2 ngày. Tức là trong 2 ngày phụ huynh để vào làm giúp em. Thực ra cái bài tập này. Cái này chị hiểu là nó liên quan đến cái phần trước ấy, để mình cho học sinh vào ấy. Khi mà học sinh vào lớp rồi thì bắt đầu mình tạo cái này ra thì đúng. Học sinh sẽ nhận được hết. Đúng không? Đấy, đúng rồi, nó liên quan đến nhau. Anh ơi, nói lại cái chỗ mà thời gian gửi cho phụ huynh ấy. Thế cho ý chị chưa cập nhật được. Chỗ thời gian á? Đây nhá, em. Chỗ nào mà nó có chỗ thời gian nhỉ? Đây, đợi em một tí. Adi 707 là lớp của con mà. Mẹ đây. Đây xem lại đây em. Đây nhá. Nhìn. Anh đi gieo các thứ hết rồi mà. Cái này đã bảo là con mình ra đúng không? Lớp 8D. Đây. Em nhá, em gửi đây nhá. Thì cái chỗ này này chị ơi. Cái chỗ mà hạn nộp. Thế nhưng chị để không có ngày hạn nộp thì phụ huynh nó thích vào lúc nào cũng được. Nhưng nếu mà chị để hạn nộp mà đến ngày ý mà không nộp thì cái bài tập này nó sẽ khóa lại. Phụ huynh sẽ không làm được nữa.
chị Thu hiểu không? Đây ví dụ đang ở ngày 26 đúng không ạ? Chị còn đang chưa mở được cái chỗ này ra này, cái chỗ như em đang trình chiếu này chị còn chưa mở được ra đây. Chị vào cái chỗ tạo bài tập kiểm tra đấy. Cái gì á? Đang tạo bài tập. Chị đang vào tài khoản của Mai xem nộp được chưa? Cái này. Dạ. Chị đang vào tài khoản của Mai đấy xem nộp bài được chưa? Tạo tài khoản của chị Mai á. Em thu vào bài tập trên lớp ấy. Sáng ngày vào sáng rồi mình vào mình không để ý. Thuyết ơi. Thuyết, là chuyển công chuyện vào rồi. Bài tập kiểm tra. Thì đây trên thuyết của có cái nút ba gạch đấy. Thời gian hạn. Bà em thuyết đây, rồi. Em này. Thuyết ơi. Ơ là đổi cho nó ở dí vào đấy ra nó 4 tuổi. B2. Ờ. Em bấm vào cái ba gạch ở trên góc đây, có đây. Đây em thử xem em đang làm nhưng mà nó chưa ra nên để cái đường link. Không có bài tập quanh quiz của Linh, Linh ơi. Linh vào sai chỗ nên nó không có bài tập đâu Linh ạ. À. Vâng. Em vào hẳn vào chữ tạo này sau đó chọn cái chỗ mà bài tập kiểm tra ấy. Chuyện cáo bài tập kiểm tra. Ồ, em vào bài tập kiểm tra, em vào bài tập ở trên thì nó sẽ không có cái banh quiz đâu. Hứt, hứt à. Đấy, ngoài bài gửi bài tập thì mọi người có thể gửi tài liệu cho phụ huynh này, cũng có thể gửi ở trên này được ạ. Ví dụ như là video quay bài ấy là mình cũng có thể gửi lên đây được. Đi ra để cho mẹ học bài. Được thì làm đi. Mẹ ăn uống cho nó gọn gàng một tí đi, cố lắm. Gì mà khổ với sướng thế? Tắt mic đi xong thì khét nhau. Tắt mic đi. Đang học mà cứ ăn. Vân Anh ơi, đã chị gửi trên nền Zalo của chị đó, chị làm bài tập rồi mà cái giống như trang của em mà không có. Ăn uống để gọn là con ơi. Không có gì hả chị? À, không có bài tập ở trên chỗ này này. Đấy, chị từ đây bài tập chị tặng đây. Con đấy là chín không. Đây của con à? Đây không có là như nào nhỉ? Phải new không? Không phải new đúng không? Từ sáng nay qua đấy vẫn là được. Chị gửi bài tập chưa? Được. Gửi rồi. Gửi thì dí là cơ. Chứ gửi với... Chứ giao bài ý. Chị giao bài cho phụ huynh chưa? Ra bài ở chỗ nào đây em? Chị chưa biết. Trên ở chỗ bài tập kiểm tra này. Đấy, sau khi mình điền đầy đủ thông tin này, làm bài biểu mẫu này, nó có chữ giao bài đấy chị ơi. À, chưa có chú ý. Đấy, chị phải giao bài cho phụ huynh thì nó mới nổi lên. Chị chả giao bài làm sao nó nổi lên được. Có thể xóa bài được. Anh ơi. Dạ. Vâng anh ơi, nhưng mà cái chữ giao bài của chị nó lại bị ẩn, không ấn vào được năm nào nhỉ? À, tại vì là chị đã điền hết thông tin vào chưa à? Đây này. Cái chỗ mà tiêu đề này, chị không gõ là nó sẽ không nổi từ giao bài lên đâu. Hướng dẫn này chị phải gõ hết vào thì nó mới nổi giao bài lên được chứ. Được chưa chị? Ờ đúng rồi, chị được rồi. Vân nói lại chỗ ấy cái xem nào. Chỗ nào? Cái chỗ mà làm nào để cho nó gửi cái nộ cái chữ giao bài ra ấy, tại cũng thấy bị ẩn này, chả thấy ra. Bấm vào nhá, viết đầy đủ thông tin vào cái chữ tiêu đề ấy. Nhìn thấy ô tiêu đề không? Đấy nhá, nhìn lên trên màn hình của tớ này, nó có cái chữ tiêu đề này, bây giờ nhập vào câu hỏi. Nhập vào đây cái tự động cái chữ giao bài nó nổi lên. Nổi chưa? Nổi rồi. Đấy, nổi rồi thì giao thôi. Nhưng mà nhớ làm cái Google biểu mẫu này xong mới giao nhá. Google biểu mẫu là làm cái gì? Là cái em vừa hướng dẫn đấy à? Cái bộ câu hỏi đấy chị. Nếu mà chị giao mà chả có bộ câu hỏi thì người ta vào người ta làm cái gì bây giờ? Đúng. Nên anh ơi! Khi mà mình đánh hết cái con mình làm bài tập xong thì mình ấn vào giao bài à? Dạ vâng.
Thế mà sao chị lại ấn luôn giao bài không có gì cả? Tức là cái sau khi mình làm hết cái chỗ này nhá, thì do mình quay trở lại là cái Google biểu mẫu này nó tự nó lưu cho mình tắt bỏ đi cũng được không? Chị tắt bỏ đi, cho chị vào lại lớp của chị này. Nó tự ở trong này có luôn, thế sao nó chỉ giao thôi. Quay lại là ý là mình phải làm cái biểu mẫu trước, sau đó mình quay lại giao bài. Dạ vâng. Không thì làm gì có nội dung mà giao. Vừa nãy chị làm rồi mà bây giờ chị cho ra này không có gì là chắc mình chưa lưu à? Chào ok. Chắc thế ạ. Mọi người ở chỗ, mọi người vào cái bài tập của mọi người nhá, tức là ở cái lớp của mọi người ấy, mọi người bấm vào cái chữ xem bài tập này. Xem bài tập chưa nhìn thấy ở chữ nào ở đâu. Cuối ạ, à, cái chỗ bài tập của mình ấy. Em bấm lại nhá, đây ạ. Ở cái lớp của mình, sau bấm vào chữ bài tập ở trên lớp thì nó sẽ lỗi ra cho mình là cái bài tập mà mình vừa gửi đúng không ạ? Thì mọi người bấm vào chữ xem bài tập. Đây. Đó lại là chỉnh sửa bài tập. Có chữ xem bài tập ở dưới cuối. Không thì em vuốt hết xuống rồi, nó chỉ có chữ chỉnh sửa bài tập thôi. Ai? Sao làm gì có chữ chỉnh sửa bài tập ở ngay cuối cùng ấy. Chỗ giao bài tập ở chỗ nào? Đó. Sao mà làm nào hả chị? Ôi giờ lại quay lại cái thần cái đoạn ý cơ à? Bây giờ nhá, mọi người nhìn em tạo lại một cái bài tập mới này. Mọi người nhìn nhá, em vào bài tập kiểm tra để em tạo này. Đây. Em ghi là đây là chuyện này. Cáo, thỏ và gà trống. Đi đây. Phụ huynh hướng dẫn các con lời các câu hỏi. Được ạ? Đây, sau đó em vào cái chữ quick, blank quick này. Được chưa ạ? Đây, xong vào đây em tạo thôi. Tạo các câu hỏi vào trong này thôi. Mọi người đến đây, mọi người đã hiểu được chưa ạ? Rồi, rồi. Ôi ạ. Đấy. Mọi người bấm vào chữ gửi để cho em được. Vân ơi, xong nó cũng ra cái chữ giao bài ấy rồi, xong rồi mình chỉ dí vào chỗ gửi là được à? Bấm giao bài là ok rồi chị. Ừ, bấm giao bài là thôi thôi. Thế là ở dưới chú Tào đây là nó có cái bài của mình vừa làm xong đấy, câu hỏi đấy. Tự động nó sẽ lên cái banh quýt này cho mình nhá, không cần phải gửi cái ấy đâu, Google biểu mẫu đâu. Tức mọi người cứ tạo xong ấy thì cái Google biểu mẫu này tự động nó sẽ lưu lại cho mọi người. Nên là không cần phải bấm vào cái ô gửi này đâu. Mọi người chỉ cần quay trở lại cái phần bài tập của mình và bấm chữ giao bài là được rồi. Được không ạ? Lên rồi. Lên chưa? Lên rồi. Bây giờ vào chỗ xem bài tập được chưa? Rồi, xem bài tập. Được rồi. Rồi. Bấm vào tên câu chuyện này là có chữ xem bài tập này. Bấm vào mục xem bài tập giúp em. Đây là những người đã nộp này. Bấm vào tích. Chị trả nộp cái gì đâu? Dạ. Chị trả nộp cái gì? Chị trả nộp cái gì ạ? À? Chị không có ai, chị không có ai nộp đúng không? Giờ vào đâu để nộp? Vào lớp 4 tuổi của em đấy à? Xong rồi nộp à? Vâng, chị làm trong lớp của em được không? Hoặc là chị nhờ người khác làm bài của chị. Khi mà người tích vào cái chữ mà ví dụ nhá, như Bích Phương đây, mà người nhìn trên màn hình của em thì đây nhá, Bích Phương đã nộp bài đúng không ạ? Em tích vào cái ô của Bích Phương này, xong em bấm vào ô trả bài. Mọi người nhìn thấy ô trả bài không ạ? Đây này. Có thấy nhá. Đấy, ở cái phần trả bài này này, mọi người bấm vào đây. Tức là mình sẽ nhận xét riêng từng con ấy. Ví dụ như là bây giờ mình nhận xét cho Bích Phương là con làm bài rất tốt, đúng không ạ? Đấy. Đấy, mọi người chỉ bấm vào chữ trả bài. Thì phụ huynh sẽ nhận được cái tin này.
Tức là mình phải trả bài cho từng học sinh nào mà trả lời rồi, nộp bài rồi, thì mình sẽ trả lại bài cho từng học sinh một. Mình bấm vào, mình nhận xét từng học sinh. Hoặc là mình bấm tắt vào chữ đã nộp này, thì tất cả những người đã nộp nó lên hết này. Sau đó mình trả bài, tức là viết một lần thôi. Viết nhận xét vào đây. Con làm bài rất tốt. Chị làm bài ở lớp chị rồi, giờ nộp kiểu gì? Hả? Thế em bấm vào chữ trả bài đã. Đấy. Chị cô thử vào của em làm bài. Chỉ lộp ở em chỉ gửi được ở trong mail cái ý của em thôi, chả làm được vào chỗ lớp Vân Anh đâu. Chả biết làm kiểu gì. Sao lại vẫn cứ chả biết làm kiểu chị, gì đâu. Chung ơi, chị xem em ra bài đấy chị có thấy không? Chị không biết vào lớp Vân Anh như thế nào đâu. Chỉ làm được hết các bước như thế nhưng mà không biết làm được như thế nào đâu. Nga ơi, nhìn lên đây này, nhìn lên màn hình của tớ này, nhìn lên màn hình của tớ nhá. Có nhìn thấy cái nút ba gạch này không? Đâu? Đây, ô màu đỏ đây. Khoanh tròn đỏ đây, nhìn thấy không? Đã thấy khoanh đâu, đang tìm hết mà có thấy khoanh chỗ nào đâu. Ở trên màn hình nó nổi các cái chữ nó đi. Cái tin của tôi. Rồi. Nhìn thấy chữ ba gạch, nhìn thấy cái dấu ba gạch này không? Có. Đấy thì bà vào lớp của bà cũng bấm vào cái chỗ ba gạch này. Bà bấm vào cái chỗ của ba gạch của bà ấy, xong bà nhìn thấy cái lớp 4 tuổi B2, nếu như bà đã vào lớp của tôi thì nó sẽ hiện cái lớp của tôi ở đây. Không, bà vào lớp 4 tuổi B2 là được. À thế ạ, giờ vào. Ừ giờ okay. Đi vào đi. Được chưa? Đấy tức là sau khi mình phụ học sinh người ta trả bài cho mình thì mình sẽ trả bài lại cho học sinh bằng cách là nhận xét vào đấy. Mọi người có nhận được câu nhận xét của em không ạ? Có. Chưa biết. Ôi thế vẫn chưa biết. Trong mail ấy. Chưa xem. Đây đấy. Con làm bài được rồi trong mail rồi. Thì là sẽ người xem lại được luôn. Đây em trả bài cho mọi người đây ạ. Đấy. Tức là sau khi phụ huynh người ta cho con làm bài xong thì giáo viên mình sẽ vào sau đó mình nhận xét vào đấy là con đã làm bài đúng hay là làm bài sẵn tốt hay chưa tốt. Được chưa ạ? Vân Anh ơi. Dạ. Chị Vân đang ở mắc ở cái chỗ mà vào chỗ quét gì tạo câu hỏi bài tập hết rồi đấy. Thế xong dạ. Nó có cái chỗ là gửi thì dĩ mà gửi thì nó chị ơi, em... lên để nó hả chị ơi em vừa nãy em bảo là không cần phải bấm vào cái ô gửi này. Thế thì bấm vào đâu để lưu? Không cần lưu, máy nó tự lưu chị ạ. Đây là chị nhìn vào cái chữ này đã lưu tất cả thay đổi trong driver, tức là chị làm đến đâu máy nó sẽ tự lưu đến đấy. Thế à, không cần phải làm gì nữa à? Dạ vâng, chị không cần lưu. Sau khi chị hoàn thiện bài của chị xong, chị bấm sang cái chỗ bài tập bên này, ở tab bên cạnh này, chị nhìn thấy tab bên cạnh chưa ạ? Đây. Đấy, thì nó sẽ quay trở lại cho mình cái tab lớp của mình. Và mình bấm chữ giao bài thôi. Được không ạ? Rồi, chị thấy rồi. Đấy, thì chị chỉ cần vào cài đặt ví dụ là ngày nộp bài là ngày cơ hạn là ngày bao nhiêu thôi. Sau đó chị bấm vào giao bài là xong. Thế là xong. Rồi, chị hiểu rồi. Có ai thắc mắc ở điểm nào nữa không ạ? À? Vân Anh nghe cho chị Hảo hỏi nhá. Dạ vâng. Bây giờ chị mà tạo cái lớp học, bây giờ mình muốn xóa tạo cái lớp học về vào chỗ nào? Tức là xóa bỏ cái lớp của mình đi á. Ừ. Ra ngoài thôi. Đây, bấm cái chữ ba gạch. Và bấm vào cái dấu ba gạch, sau đó chị bấm vào cái dòng lớp học. Chị nhìn thấy cái dòng lớp học này chưa? Có hình ngôi nhà. Quay lại từ đầu đi. Đấy, quay lại từ đầu rồi đấy. Nó vẫn ở cái dấu ba gạch cơ mà. Cái Vân Anh ơi, sao cái bài tập của mình vừa làm sao nó lại gửi vào driver của mình nhỉ? Anh ơi. Nó lưu hết ở trong ý đấy. Tự nhiên mở driver nó lại có đây này. Tại vì lúc nãy bà bấm vào chữ gửi đúng không? Mà tất cả những cái bài tập của mình nó đều lưu ở trong driver mà. Nó vẫn liên kết của Google hết mà. Nào, cho chị Hảo nhìn thấy cái nút ba gạch chưa? Ok. Bấm vào đấy.
thì vào chỗ lớp học ngay dòng đầu tiên, được chưa ạ? Chị nhìn thấy cái chữ lớp của mình chưa? Bấm vào cái ba này. Để em xem xóa xóa kiểu gì đây. Nhìn như em chưa xóa được. Em tưởng nó xóa ngay xóa ở đây được. Vào chỉnh sửa. Vào lại chỗ lớp học này. Lại từ đầu ấy. Có như của em chưa xóa được đây. Bây giờ xóa ở đoạn nào nhỉ? Em tưởng nó ở ngay ngoài này luôn chứ. Nào chép lưu chữ. Hôm nay học nhiều quá, hỏng hết điện thoại. Cả sáng, cả chiều, cả tối. Phương ơi, Phương gì nhỉ? Phương Cô Hảo này đang học tạo thì cô lại đi để cô học xóa ấy à, cô Hảo? Đương nhiên tạo thì phải được thì phải phá đi, ăn không được thì phải đập bỏ. Thì ơi, nếu như mà cô giáo chả biết xóa thế nào, hỏi cô giáo xóa thì nó không thể cho xóa đây này. Nói chung là nếu mà không được thì chị cần sửa. Chị ơi, chị Hảo ơi. Ơi. Chị chỉ cần bấm vào chị xóa hết bài tập với đổi tên lớp là xong, xong rồi xóa làm gì nữa? Chị cứ học được cái nào hay cái đấy, giờ tạo hai lớp bây giờ không muốn bỏ, không muốn để hai lớp thì bỏ. Nhưng mà hiện tại là còn chưa biết xóa ở đâu. Đấy, vấn đề nó là chỗ đấy. Em biết xóa rồi. Em biết để xóa rồi. Nghiên cứu thêm. Oh. Chị Hảo ơi, vào cái ba gạch này. Xong vào cái chỗ lớp học này. Nó ra mấy cái biểu mẫu ở lớp thì nó có mấy cái mũi tên thì bấm xóa được mà. Lớp này, xong vào lớp học này. Vào cái Google lớp cái học. Cái mũi tên nó ngoằng ngoằng đấy à? Nó hiện ra cái lớp học ví dụ như của em là A5 này, xong lại B2 này. Chị thấy có hai lớp ý không? Ờ. Đấy, xong nó có ba cái mũi, ba cái dấu chấm đấy. Thì chị bấm vào đấy, xong chị bấm rời lớp là nó mất cái lớp ý mà. Đấy là mình rời lớp thôi. Tức là còn nếu mà xóa bỏ rời lớp là mình không tham gia vào lớp chứ. Ờ, đây là xóa bỏ cái lớp mà mình tạo ra cơ. À. Đấy là mình ra không vào lớp, còn xóa bỏ cơ mà. Xóa bỏ chưa thấy có. Thì nó chỉ có bấm vào cái mục lưu trữ thì nó lưu trữ lại ở trong Google Drive, tức là không biết là có sử dụng được nữa không. Đây em vừa em tạo một loạt câu hỏi nó lỗi hết ở trên đó, trên Drive đây. Mình tạo cái nào nó có hết ở đây này. Em giới thiệu thêm mọi người cái tính năng đó là lịch học nhé. Ở cái phần lịch này mọi người nhìn thấy cái chữ lịch này không ạ? Đây phụ huynh mà người ta vào người ta bấm vào chữ lịch này thì nó người ta sẽ ghi này, ví dụ cái hạn nộp bài của em là đến ngày 28 này. Là sẽ hết hạn này. Đấy. Những người này đã nộp và những người chưa nộp thì đến ngày 28 nó sẽ hết hạn này. Mọi người vào cái chỗ bài tập trên lớp giúp em. Ở cái phần mà lịch Google ấy ạ. Đây ạ. Mọi người nhìn thấy cái chữ lịch Google này chưa ạ? Ờ, rồi, ra rồi em. Chị bấm vào đấy. Mình sẽ tạo lịch học ấy. Ví dụ như là thứ hai này mình sẽ gửi một video bài học cho các con chẳng hạn. Thì mình sẽ bấm vào ấy để mình lên lịch cho phụ huynh ấy. Ví dụ này ngày 26 này, ngày mai này, lúc mấy giờ này là mình sẽ gửi bài tập cho các con này. Đấy, sẽ có hết ở đây. Đấy, ví dụ này, sự kiện này. Ví dụ là gửi video. Bài gì đó mọi người sẽ bấm vào đây. Đi nào.
Nó có cả nhạc thông báo luôn ạ. Tức là đến cái lúc ấy là mình sẽ nhớ lịch là hôm ý lúc này tầm này thì mình sẽ phải gửi video cho học sinh hay phụ huynh. Đây là nó có cả cái chỗ lịch của tôi này, nó có cả lời nhắc này, sinh nhật này, việc cần làm này, ngày lễ ở Việt Nam này. Tức là nó có rất nhiều cái thông báo ấy mà mình có thể mình lên lịch ở đây luôn. Để phụ huynh cũng biết mà mình cũng biết. Sao thế? Cái này cũng có thể là ghi luôn cả sinh nhật của phụ sinh nhật của học sinh này. Mình có thể lên lịch sinh nhật của học sinh luôn ở trên này được ạ. Ô, mình có thể chọn một cái màu khác nhau. Đây, lời nhắc đây. Ví dụ như là chị Cúc ơi, đặt làm bài tập. Cúc ơi, đặt. Ai mà ồn thế? Rồi, ai mất đấy? Con của Cúc Cú. Bà sẽ cũng tắt mic ra được mà. Tắt rồi. Đấy, mình có thể vào đây để mình tạo ấy. Tạo những cái lịch lịch mà lên video hoặc lịch để dặn phụ huynh làm bài tập ấy. Là người ta nó sẽ thông báo lại cho phụ huynh. Lịch ở đâu ấy? Đang Đây nhá. Lời nhắc này, em bấm vào ô vào lời nhắc này. Xong bấm tạo này. Đấy, chuyển sang lời nhắc. Ví dụ bấm nhắc là nhắc con làm bài tập chẳng hạn. Sự kiện là ngày 26 vào lúc 4 giờ chiều này. Nó sẽ lưu lại. Đấy. Nó sẽ lưu lại như thế này. Đến cái giờ ấy nó sẽ thông báo về điện thoại. Nếu như phụ huynh mà tải app thì nó sẽ thông báo về app của điện thoại của phụ huynh luôn. Hoặc là lên lịch gửi video ấy. Nhắc là... Ở đây nó có rất là nhiều cái này, một cái mình có thể đổi màu để nhìn cho nó dễ. Đây, ví dụ ngày 26 này, 1 giờ chiều là gửi video cho phụ huynh chẳng hạn. Thì nó sẽ báo cho mình để 1 giờ chiều mình mở ra mình gửi video cho phụ huynh để mình không quên lịch. Lỡ quên thì lại ngại nhờ, phụ huynh nó biết lịch không? Nếu quên thì phụ huynh nó nhắc thì mình lại vào mình gửi. Thôi, đâu mà gửi. Chị là cái đoạn địch này, chị giao chị là thôi cắt. Này, không có cái này mà gửi thì... không chứ. Thích gửi lúc nào là trăm công nghìn việc. Rồi. Thời gian đâu mà đi gửi lúc nào thì gửi. Lại chết. Chết em nhỉ. Bà không không tạo cái này thì lúc nào mà đứng là mình gửi nhỉ. Nửa đêm mất ngủ đây gửi nó choáng. Ở đây mình không để điểm nên nó sẽ không nổi hiển thị điểm lên đây. Đấy thôi bạn, thế chứ mình chắc chỉ cần biết như thế thôi. Em biết xóa rồi các chị ạ. Vào đâu để xóa đây em? Phải cho nó vào mục lưu trữ đã. Ra ngoài, đấy. Ra ngoài cái chỗ điện driver đúng không? Ra ngoài cái giao diện mà có hiện thì hiển thị lên các lớp mà mình có tham gia ấy. Đấy, xong đấy vào cái ba chấm đi kìa. Vào cái ba chấm để cho nó vào mục lưu trữ. Ok. Xong mình vào lưu trữ là nó sẽ mất. Vào lưu trữ và nó sẽ mất ở đấy. Xong mình vào cái ba cái gạch ở trên ấy, vào ba cái gạch. Trong này lớp đấy. Học đã lưu trữ. Xong đấy vào lớp học đã lưu trữ rồi ba vào ba chấm. Ba chấm nó có xóa đấy. Ok, đấy là xóa. Nhưng phải lưu trữ xong mới xóa được chứ không thể nào mà xóa ngay ở ngoài không xóa được. Nó xóa ngay ở ngoài nó không cho. Phải công nhận là tác bà này mò giỏi thật đấy. Không thì nó là... toàn tiếng Việt ý, xong mọi người cứ mò là nó ra mà. Không biết thì tra Google. Đây này, có thể thay ảnh hồ sơ này.
Mọi người vào cài đặt này, thay ảnh hồ sơ của lớp lên hoặc là của giáo viên lên này. Đây, nhận thông báo từ email này. Vào cái phần mục cài đặt này này. Để đổi ảnh hồ sơ của mình ý. Chị Mai đang mắc màn giữa rừng ở chị Đường Mai. Có khách gọi đến đây Kim Chi, này đi ra. Các cô ơi. Dạ. Hôm nào mà học phụ huynh ấy, các cô có thể tạo một cái bài tập nhỏ nhỏ, có thể là ôn lại kiến thức để làm quen với các con một tí thôi, xong rồi trò chuyện cho nó hay hay tí. Nếu như mà huynh như với học sinh đâu mà không còn đang no cái khai giảng kìa, rồi khai giảng kiểu gì ở phụ huynh thì làm gì có học sinh, hôm mà chẳng có cháu vừa cùng làm quen với cô với cháu mình nữa rồi chưa em mà. Tính bỏ qua đi đi bỏ phụ huynh thôi, còn cái đoạn khai giảng còn đang no làm mấy cái video để chuẩn bị cho mấy cái video mới trở về trường về lớp là được rồi, làm gì mà đến nỗi làm bài khai giảng mới thì nữa. Nó có thể là không cái mình cho cháu nhanh rất. Có cái phần kẹo phát cho cháu. Đợt em học là có cái mà cái kẹo online nhá. Học nó học phụ huynh nhưng mà tạo một trò chơi cho phụ huynh chơi trực tiếp luôn ấy trước khi họp ấy. Họ vào một cái mã thế thì cho phụ huynh chơi thì được, nhưng mà học sinh thì nó hơi kiểu như cho phụ huynh chơi mình có thể là gặp mặt các con trước đi hoặc là đấy cũng được. Rồi ảnh hồ sơ lớp rồi bên này. Ở chỗ cài đặt ở ngoài ấy chị, lại vào ba chấm xong vào cái chữ cài đặt này này. Vào lớp à? Vào ba chấm xong vào chỗ cài đặt đi ạ. Em còn có cái class Dojo ấy. Cái trong ấy là còn có nhiều trò chơi cho học sinh hơn đi. Mai đi học tiếp. Sắp ra hết rồi. Mai em giới thiệu nếu mọi người mà thấy hay thì mọi người áp dụng cũng được. Tại vì em thấy ở trên ấy nó có nhiều cái trò chơi trực tuyến cho học sinh ấy. Cái này còn có nhiều. Giờ quên hết rồi cô giáo ạ. Đấy đúng rồi. Cô giáo làm nào chứ. Cô giáo làm nào rồi. Ơi ơi. Cho em hỏi cái nút sáng ấy. Tạo gì đấy nhở? Tạo nó thức sáng. Lôi bình chân. Tạo bà Lê ra. Anh nè. Sáng là cái gì? Cái tạo bà Lê. Mai Đường ơi, Mai Đường. Ơi. Đề nghị bà thay ngay cái hình này đằng sau rồi nhìn. Ghê quá. Nó yêu quái. Trời ơi. Nó như kiểu tạc răng đi. Cái này là cái gì nữa? Cái này là tình cảm. Thằng Long nó tình cảm nó nhức nhối sao? Cả nhà ơi mình có thể cho này cài đặt lớp học xong là vào đâu nữa? Dạ. Và chỗ cài đặt lớp học thì nó hiện lên thông tin về lớp học ấy. Thế làm gì hiện lên hồ sơ gì đâu? Đâu chị? Chị thì thua tối mò lại đi. Chị vào ba chấm xong cài đặt mà. Thôi tối mò lại đi sẽ hiện trên hồ sơ mà. Nó toàn tiếng Việt mà các cô mò tí là nó ra. Ở toàn tiếng Việt xong nó vào chỗ nào không vậy? Chị Vân Anh lại gửi lại video này cho à, đây cài đặt rồi. Video chỉ thấy các cô cãi nhau ấy. Anh nhau này chị Vân Anh vẫn xem được nhưng mà chị đừng gửi lên YouTube khiếp người ta cãi xem được gửi cho cãi nhau thật đấy. YouTube mà chị cho lên hết lên. Rồi kênh của cho chị lên mới YouTube không có mấy người xem đâu mà lo. Đó, biết được người ta vào người ta vào xem cho con anh ủng hộ con anh hai gái like và chia sẻ thật gửi vào nhóm chuyên môn của mình thôi em ạ. Thì không cho lên YouTube một cái video hơn 2 tiếng chị bảo bây giờ em gửi kiểu gì, bảo là không cho vào YouTube được, nếu mà không cho vào YouTube thì không cho lên Zalo được luôn ấy. Tại vì bây giờ nó quá nặng chị hiểu không, nó quá nặng gần hơn 2 tiếng đồng hồ. Cho vào mail không được à em? Chị Hảo ơi, chị có cái video của mình thôi, chị không cho vào mail được ấy. Dâm Chị Hảo, đặng Chị Hảo đấy.